Oh, xin chào bà con nha. Hôm nay thì trại ong Phúc Thành rất vui khi lại được gặp lại bà con trong cái video này. Thế thì hôm nay trại ong Phúc Thành sẽ cùng chia sẻ cùng với bà con một cái chủ đề mà rất nhiều những cái bà con nuôi ong chúng ta, những cái người mới nuôi thông thường sẽ phải hay gặp phải. Thế còn cũng xin mạn phép các cái ông bà hoặc là các cái bác bà con mà đã nuôi ong lâu năm thì xin mạn phép cho Phúc Thành được chia sẻ cái video này đối với các bà con chúng ta mới thực hiện vào nghề ong, ngành ong bà con nhé. Thế thì hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi chia sẻ những cái phần kiến thức mà trại ong Phúc Thành biết được thông qua cái nội dung này. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ cái phần nội dung là cách thay thế cái ong chúa cho cái đàn ong của chúng ta như nào. Đối với thì chúng ta sẽ được chia ra như sau. Đối với một cái đàn ong của bà con mà nó bị mất chúa hoặc nó chết chúa thì chúng ta sẽ phải tiến hành chúng ta thay thế chúa cho cái đàn của chúng ta ngay. Tại vì nếu khi mà chúng ta nó mất chúa hoặc chết chúa mà trong một thời gian dài mà chúng ta không thay thì nó ảnh hưởng rất nhiều, rất lớn đến cái đàn của chúng ta. Nó có thể là bị phá đàn, vỡ đàn hoặc là cái đàn của chúng ta nó ảnh hưởng rất là nặng nề. Đấy, thì hôm nay thì nhân cái nội dung này tôi cũng sẽ chia sẻ với bà con về cái vấn đề là chúng ta sẽ tiến hành thay thế ong chúa cho đàn của chúng ta như nào bà con nhé. Thế thì nó sẽ có những cái vấn đề như sau. Thế thì khi mà một cái đàn ong của chúng ta nó mất chúa thì nó mất tại sao, và mình cũng giải thích, tôi cũng sẽ giải thích luôn với bà con trong cái video này tại sao nó lại mất chúa và tại sao nó lại chết chúa. Mất chúa trong trường hợp là ví dụ như bà con có một cái đàn ong mà cái con đấy bắt đầu nó đến tuổi thành thục, đến ngày thứ ba chẳng hạn, thì nó bắt đầu tiến hành là nó bay ra ngoài trời bên ngoài đi giao phối. Thì khi mà ra bên ngoài thì không ngờ là nó bị thiên địch của nó, ví dụ như chim hay là các loại ong to nó ăn mất, nó cắn chết mất, thì là đàn của chúng ta sẽ mất ong, mất con đầu đàn. Mất như vậy thì nó ảnh hưởng rất lớn, thì bà con phải thay thế ngay. Cái trường hợp thứ hai là ong chúa của chúng ta nó chết. Chết do nguyên nhân gì? Thì ở một cái video trước thì tôi cũng đã nói với bà con rồi. Có những cái nguyên nhân mà tôi chỉ cho bà con biết là nó chết tại sao. Ví dụ như tự nhiên là nó lăn ra nó chết. Chẳng qua là ví dụ như là nó già quá nó chết này. Hoặc nó bị bệnh nó chết. Hoặc nó đói quá nó chết. Đấy, thì ở một video trước thì tôi đã cũng đã chia sẻ với bà con rồi. Nó đói nó chết, hoặc bà con kỹ thuật thao tác chúng ta cầm nắm nó hoặc là bắt nó, chúng ta không đúng thao tác, không đúng kỹ thuật thì nó cũng chết. Thế thì đây, bây giờ bà con sẽ cùng với tôi, chúng ta đi thao tác trực tiếp, chúng ta sẽ thay thế cái con ong chúa cho đàn của chúng ta như nào bà con nhé. Thế để thay thế được thì thông thường là khi mà đàn nó sẽ có hai hình thức. Để trước khi chúng ta thay thế nó sẽ có hai hình thức, tôi cũng nói luôn với bà con để những bà con mới chúng ta nắm được cái quy trình. Thế có hai hình thức, là hình thức nhất là nếu mà nó mất hay nó chết thì bà con sẽ một là đi mua lấy con chúa hoặc đi xin được con chúa là cái tốt. Còn nếu không thì trong đàn chúng ta, ví dụ chúng ta có một cái đàn như này chẳng hạn, thì chúng ta có thể tự tạo hoặc là để tạo tự nhiên. Ví dụ đàn của chúng ta thì chúng ta sẽ kiểm tra thường xuyên và sẽ biết được nó tạo mũ chúa hay không, thì chúng ta sẽ giữ lại cái mũ đấy để chúng ta thay thế cho đàn. Đấy là trường hợp tự nhiên thì rất là tốt, tại vì tự nhiên chúng nó sinh ra thì con chúa nó rất khỏe và nó sinh sản rất tốt luôn. Còn trường hợp thứ hai là tự nhiên bằng cách nhân tạo, là chúng ta sẽ cắm cấy mũ và đợi ngày chúng ta đón thành viên mới về và chúng ta thay thế vào đàn thôi. Thế thì hôm nay thì tôi đã có một cái con chúa là tôi đã tự tạo ra và tôi đang nhốt nó trong thùng này rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cùng với bà con, tôi sẽ chia sẻ cùng bà con là cách chúng ta sẽ thả con chúa này như nào bà con nhé. Ok, đây bà con. Đây tôi sẽ thực hiện làm trên cái đàn này cho bà con xem. Thì hiện tại thì tôi đã có chúa sẵn ở trong này, tôi nhốt sẵn trong cầu tổ rồi. Bây giờ tôi sẽ thực hiện tôi làm cho bà con và tôi sẽ phân tích cho bà con xem cách thay thế như nào nhé. Đấy, hiện tại là bây giờ là cái ổ này trước đây là nó không có chúa, nó mất chúa lâu rồi. Cho nên khi bây giờ tôi nhốt chúa lại vào đây thì nó đang chào đón đây. Nó có một cái vũ điệu rất là riêng. Đấy, bây giờ tôi tiến hành tôi mặc cái tổ này cho bà con xem. Đây tôi sẽ quay dịch cho bà con xem nhé.
để chúng ta cùng tìm hiểu. Đấy, sau khi tôi thả chúa thì tôi sẽ cho nó ăn ăn phấn và ăn bổ sung siro đường. Đấy, cái tổ này của tôi thì cũng rất là đông quân. Đấy. Giờ tôi sẽ tiến hành tôi tìm con chúa, tôi thả chúa cho bà con xem. Ở trước cửa thì tôi đã chặn, tôi có một cái miếng để tôi chặn chặn tổ rồi bà con nhé. Thế cho nên là chúng ta thả chúa vào trong này vô tư. Và tôi cũng sẽ nói luôn đây, tôi sẽ đưa con chúa lên tôi cho bà con xem, sau đó tôi sẽ trao đổi chia sẻ cùng bà con các cái phương pháp để chúng ta thay thế chúa sao cho hiệu quả nhất bà con nhé. Tránh trường hợp là có nhiều bà con thay thế chúa xong thì con chúa hôm sau nó cũng chết luôn. Đấy. Đấy, đàn của tôi rất là đông này, bà con xem này, nó rất là đông. Chúng ta đuổi nó ra một chút để tôi nhấc cầu cho bà con xem. Cầu này là cầu tôi bổ sung thêm thôi. Đây là những giống ong ngoại. Đấy, cho nên là cái màu sắc thân thể của nó rất là vàng. Chúng ta tạm thời bỏ cái khay cho ăn ra đã. Đây bà con này, rất là đẹp luôn. Đấy, bánh tổ của nó rất là đẹp, mật rất nhiều. Đấy, phấn hay là con nhộng của nó rất nhiều. Đấy, ở một video khác thì khi mà tôi sẽ hướng dẫn cho bà con một cái cách chúng ta sẽ cấy di trùng như nào nhé, và tạo một con chúa như nào hiệu quả bà con nhé. Đây, ổ này rất là mạnh này, nó đang xây mèo này. Đấy, ổ này cũng rất là nhiều mật. Nó đang xây rất là nhiều mật. Nguyên tắc kiểm tra thì bà con nên kiểm tra những cái mũ nào mà nó lạ lạ. Đấy, là chúng ta sẽ phải xử lý ngay. Bởi vì bây giờ chúng ta thay chúa vào à. Chúng ta sẽ phải kiểm tra xem là có cái mũ gì lạ không. Đây bà con nhá. Sau khi mà tôi lấy cái con ong chúa của tôi trong trong cái cầu này ra, tôi đã ghim vào cái bầu mật này. Đấy thì bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi thả và thay thế cho cái đàn này của chúng ta các bạn bà con nhé. Thế thì để mà thay thế một cái, tôi móc tạm lên đây ạ. Để mà thay thế một cái con ong chúa cho cái đàn của chúng ta này này bà con này, thì bà con sẽ có hai phương pháp. Phương pháp nhanh nhất là phương pháp tôi sẽ nói phương pháp nhanh nhất cho bà con nhé. Thế còn sẽ có hai phương pháp, một phương pháp là nhanh nhất và một phương pháp chuẩn nhất. Thế thì tôi sẽ nói cái phương pháp nhanh nhất là khi mà bà con có con chúa, mua được con chúa hoặc xin được con chúa, hoặc chúng ta cấy được một con chúa thì nó nở ra, thì bà con sẽ có trong tay như tôi đây. Thế bây giờ bà con sẽ đây nhá, tôi chưa bắt nó vội nhá. Đây bây giờ tôi sẽ bắt tạm một cái con này, tôi demo cho bà con xem. Đây tôi đang bắt tạm một con này, tôi demo cho bà con xem nhé. Bây giờ chúng ta lấy nó từ cái giọ chúa ra. Rồi, sẽ có cái cách nhanh nhất cho bà con, nhưng mà cũng rất hiệu quả đấy. Thế thì bà con chuẩn bị cho tôi, bà con sẽ chọn thời điểm thả tôi nhé. Thả từ 5 giờ cho đến 6 giờ chiều.
và bà con chuẩn bị cho tôi một cái bình khói hoặc là một cái đoạn khói, hoặc là bà con hút một điếu thuốc lá, thổi vào đây một cái, thổi vào cầu này một cái, đúng không ạ? Làm cho cái cầu này nó nhốn nháo lên đấy, làm cho nó nhốn nháo lên. Sau đấy thì bà con sẽ bắt con chúa của chúng ta ra và bà con thả trực tiếp vào cái cầu này, thả nhẹ nhàng vào cầu. Sau khi thả vào cầu xong, bà con lại thổi cho nó một chút khói vào đây, thổi cho chút khói vào đây. Sau đấy thì bà con đậy nắp thùng lại, đậy nắp thùng lại. Sau khi đậy xong cái nắp thùng này thì bà con đợi khoảng 2 phút sau lại mở ra và bà con sẽ nhấc cái cầu mà chúng ta vừa thả con chúa vào. Bà con quan sát xem là nếu con chúa nó bình tĩnh, nó cứ nằm yên hoặc nó đi di chuyển nhẹ nhàng bình tĩnh, và những con thợ này của chúng ta nó chỉ có trâu vào nó hỏi thăm một chút xíu thôi, thì con chúa đấy đã thành công, chúng ta đã thay thế được thành công. Và sau khoảng một lúc thì nó sẽ tiết ra cái hormone để cho nó đồng màu, đồng mùi, để nó đồng mùi với cái đàn này, và nó sẽ thịnh trị được cái đàn này đấy. Thế còn nếu trường hợp mà bà con sau 2 phút bà con mở cái cầu này ra, rút ra, bà con thấy nó đóng cục lại như một cái quả ổi ương ấy, thì bà con phải cứu con chúa ngay bằng cách là lấy một cái thau nước hoặc chậu nước, bà con lấy cả cái cục đấy, vứt cả cái cục đấy vào chậu nước và bắt cứu con chúa ra. Sau đấy lại nhốt chúa vào và lại phải đưa vào bầu mật ở trên cái khung tổ này, cầu tổ này, để bà con nuôi dưỡng tiếp trong vòng 1 ngày đến 1 ngày rưỡi, sau đó bà con lại thao tác trở lại. Đấy, đấy là cách thứ nhất. Thế còn tôi sẽ nói một cái cách chuẩn cho bà con thao tác là thay thế được cái con chúa cho đàn ong của chúng ta nhé. Thông thường là khi bà con có một cái con chúa, đã cấy được con chúa, xin được con chúa, hoặc chúng ta đi mua được con chúa, thì về bà con sẽ không treo bình thường ngoài cầu tổ này, mà bà con chọn một cái cầu tổ nào có rất nhiều mật, bà con sẽ dúi cái giọ chúa này vào cái bầu mật đấy, để làm gì ạ? Để phòng trường hợp là khi nó chưa quen với cái đàn ong này thì nó còn có thể tự nó lấy được mật hoặc là đường hoặc là nước để nó hút nó ăn, trong trường hợp như vậy là nó không chết. Thế còn nếu mà bà con mà không đưa nó vào bầu mật ý, thì bình thường là nó chưa được bọn thợ này mớm, là trường hợp có rất nhiều bà con gặp phải là nó sẽ chết đấy bà con ạ. Thế thì khi mà bà con đưa nó vào bầu mật và nuôi dưỡng nó ở trong đấy trong vòng từ 1 ngày cho đến 1,5 ngày, thì bà con có thể đem ra đấy, đem ra giống như tôi này, và bà con cũng tiến hành thao tác như tôi. Chúng ta rất cẩn thận nhá, cái thao tác chuẩn thứ hai này là sẽ cẩn thận hơn thao tác một, tại vì nó có thời gian được thích ứng với cái đàn này, mùi vị hormone các thứ nó tiết ra, nó thích ứng được với cái đàn này rồi. Thế cho nên là trong 1 ngày rưỡi là nó đã mùi miếc các thứ, là nó đồng đều với cái đàn này rồi. Thế cho nên là khi lúc đấy chúng ta chỉ việc mở ra, mở cửa lòng ra đây, giống như tôi mở này đấy, để cho nó ra đấy, chúng ta để nó ấy, nó sẽ xuống cái cầu tổ mà chúng ta muốn, và chúng ta lại cũng thao tác giống như là công việc lúc nãy, là các bác cũng cho khi nó xuống khỏi cầu tổ, xuống cầu tổ một cái, đúng không ạ, là các bác cũng đậy thùng lại, sau đấy khoảng đợi 2 phút các bác cũng mở thùng ra và kiểm tra, nếu nó có biểu hiện gì thì chúng ta sẽ ứng cứu nó, còn nếu nó bình thường như không rồi thì chính là chúng ta đã thành công. Ok đấy, thấy thế là các bác đã có thể thay thế một con chúa cho đàn của chúng ta một cách hiệu quả rồi các bác nhá. Đấy, cảm ơn bà con, cảm ơn các bác đã theo dõi video của Trại Ong Phúc Thành. Trong cái video mà chúng ta thực hiện cách thay thế một cái con ong chúa cho đàn của chúng ta như nào, bà con nhé. Ok, rồi hẹn gặp lại bà con ở video sau. Xin chào, hẹn gặp lại bà con nhé.